Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm canh tí. Và ngày này là ngày Ất Mão, tháng Bính Tuất Năm canh tí, ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư mệnh, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày Ất Mão tức can chi tương đồng thuộc Mộc và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, đại khê thủy, Kỷ tuổi, Kỷ dậu, đinh dậu, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, Kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi kỷ dậu đinh dậu tân mùi tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là cầu phúc tế tự sao lục hợp tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao hoang vu xấu mọi việc sao câu trận kỵ về an táng ngày kỳ ngày 23 tháng 9 năm canh tí này, ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mồng năm, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Sau đây, Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý á cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp ngày tí Mạo tư hình cho nên với bạn tuổi Tý dù bạn là người tài giỏi có tầm nhìn xa trông rộng thế nhưng đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bạn hay coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh cho rằng người ta chỉ cản trở mình tiến tới sự thành công nữa nhé và với bạn tuổi Tý trong ngày này cũng dễ đắc tội với người khác Do cái tính nối năng không suy nghĩ, vì vậy, trước khi muốn góp ý với bạn với ai thì bạn tự tí nên sử dụng những từ ngữ thật uyển chuyển để không gây tổn thương lòng tự trọng của người khác mà vẫn đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Và may mắn cho bạn tụ tí trong ngày chủ nhật này, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Cho nên với bạn mệnh tuổi Tý rất có thể sẽ nhận được một khoản tiền công dư giả nếu như bạn tham gia các hoạt động nghề nghiệp tự do. Đây cũng là phần thưởng khích lệ bạn tuổi Tý cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình. Mọi công sức mà bạn bỏ ra đều sẽ nhận được đền đáp xứng đáng với mình nữa nhé. Và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần phải lo lắng nhiều. Bạn đang có được lộc khố theo chân, tài lộc ẩm ẩm đổ về nhà nữa. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, có tầm nhìn xa trông rộng khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, hay coi thường, bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, chú ý cách ăn nói để không làm tổn thương người khác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nhận được phần thưởng xứng đáng và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thìn tuổi thân từ vi tuổi sửu chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Sửu luôn cố gắng hết mình trong công việc sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác nữa. Và với bạn tuổi xỉu, những ý kiến của bạn đưa ra đều được tích lũy từ kinh nghiệm phong phú và được mọi người nghiêm túc cân nhắc nữa tuy nhiên với bạn tuổi sửu trong ngày này bạn lại cần phải cởi mở hơn với mọi người đặc biệt là những người đang giữ vị trí chức lãnh đạo và với bạn tuổi sửu bạn cần phải trò chuyện nhiều hơn với cấp dưới của mình nữa của như vậy mới thực sự trở thành một vị sếp chinh phục được lòng người bạn tuổi sửu nhé trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Cái chuyện tình cảm giữa bạn tuổi xỉu với nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất được với nhau. Tuy nhiên, với bạn tuổi xỉu, bạn cũng nên biết sau khi trải qua mâu thuẫn, đôi bên sẽ hiểu về nhau nhiều hơn. Vì thế, bạn không nên quá rầu rĩ vì cái việc này nữa bạn tuổi xỉu nhé. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy kinh nghiệm làm việc phong phú. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa cần phải cởi mở hơn với mọi người. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ vợ chồng bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc không nên suy nghĩ quá tiêu cực. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là cái vận trình công việc của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay đang tiến triển khá chi là thuận lợi nhờ bạn đang gặp được tam hội quý nhân phù trợ cho bạn. Và với bạn tuổi dần, bạn có thể thấy rằng công việc của mình tiến triển suôn sẻ một cách đáng ngạc nhìn dù đó là một công việc tượng trưng như là rất khó khăn đi chăng nữa bạn tuổi dần nhé và trong ngày này đối với bạn tuổi dần cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất chi là hài hòa do bạn mệnh là người vừa có tài vừa biết làm vừa lòng người khác và với bạn tuổi dần bạn không bao giờ to tiếng hoặc là xúc phạm ai dù bạn đang có bực bội hay là nóng nảy đến mấy đi chăng nữa. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, ngày này lại không thích hợp để cho bạn tiến hành những cái công việc trọng đại. Vì thế, nếu có thể thì bạn mệnh nên đẩy lùi lại những cái công việc này để chờ đợi cái thời gian khác sẽ thích hợp hơn với mình nhé. Và đặc biệt, ngày 23 tháng 9 năm canh tí này, với bà tuổi dần, trong ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mùng 5, 14, 23. đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn chính vì vậy trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần không nên tiến hành xuất hành đi xa hay là thực hiện ký kết hợp đồng hay là xuất tiền lớn trong ngày cũng như làm những cái công việc trọng đại trong ngày không nên làm bạn nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công việc tiến triển thuận lợi tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nên lo lắng khi gặp khó khăn tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi canh dần thuộc mộc có cách cư xử khéo léo với mọi người tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim không nên tiến hành những việc trọng đại về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Mão sẽ có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Mão, có thể những mối đầu tư từ trước đó của bạn đã đến thời kỳ thu hoạch và bạn chỉ cần yên tâm tận hưởng cái thành quả lao động của mình mà thôi nhé Với bạn tuổi mạo trong ngày chủ nhật này cũng có thể giàu lên nhanh chóng nhờ vào cái vận may của mình trong các hoạt động như là sổ số, rút thăm trúng thưởng nữa. Tuy nhiên, đây là sự phát triển không bền vững và với bản mệnh tuổi mão cần phải dựa vào sức của chính mình nếu muốn tương lai của mình vẫn được dư giả bạn tuổi mão nhé và ngày hôm nay đối với bạn tuổi mão không thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa tuy nhiên nếu có việc phải bắt buộc đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc hoặc là tài thần hướng đông nam hai hướng này sẽ làm cho công việc của bạn tuổi mão được phần thuận lợi hơn bạn tuổi mão nhé và đặc biệt trong ngày 23 tháng 9 năm canh tí này đối với bà tuổi Mão ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng năm 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, vì vậy với bạn tuổi Mão không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại nhé với bà tuổi Mão trong ngày có được nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân số gặp được quý nhân công việc thuận lợi cầu tài cũng tốt bạn tuổi mão nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tận hưởng thành quả từ trước tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa phát tài dựa vào vận may tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ phát triển dựa vào sức của chính mình tử vi tuổi tân mão thuộc mộc không thích hợp để xuất hành tử vi tuổi quý mão thuộc kim có thể đưa ra quyết định đầu tư về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Tử vi tuổi thìn, chủ nhật, Ngày 8 tháng 11 năm 2020, xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương xung, cái điều này khiến cho bà tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay, khi với bà tuổi Thìn đưa ra một quyết định nào đó, bạn có thể không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người thậm chí là bị phản đối một cách quyết liệt nữa bạn tuổi thìn nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi thìn, những chuyện không được như ý có thể xuất phát từ những người họa hàng của bạn. Bạn mệnh tuổi thìn cảm thấy bất mãn, mệt mỏi nhưng không nên có những cái hành động thiếu suy nghĩ khiến cho các mối quan hệ trở nên ngày một căng thẳng hơn. Tuy nhiên, với bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, bạn lại phát triển rất chi là tốt trên cái phương diện sự nghiệp của mình khi mà trong ngày đang gặp được chính ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi thìn đang nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và lãnh đạo và bà tuổi thìn nên đặt ra cho mình những đích đến cao xa hơn nữa cho tương lai của mình bà tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa gặp nhiều chuyện phức tạp tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ không được người thân ủng hộ, tử vi tuổi mậu Thìn thuộc mộc không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim được cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy nên đặt ra đích đến cho tương lai. Về đánh giá của bạn tử Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi tỵ lại có phần được tốt đẹp cái mối quan hệ giữa bạn tuổi tỵ và nửa kia của mình rất chi là hòa hợp bạn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình với người ấy và bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng với nhau thì mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Và với bà tuổi tỵ trong ngày Chủ nhật này, bạn mệnh luôn cố gắng hết sức để thấu hiểu cho con cái của mình. Bạn biết rằng giữa cha mẹ và con cái dù sao cũng sẽ có khoảng cách giữa các thế hệ với nhau. Vì thế tâm sự càng nhiều thì khoảng cách ấy sẽ càng được kéo lại gần nhau hơn nữa trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tỵ là người có tinh thần làm việc nghiêm túc có trách nhiệm cao tuy nhiên bạn lại dễ đi theo một lối mòn và khó cởi mở với cái quan điểm mới của mình cái điều này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự thăng tiến của bạn trong tương lai đó bạn tuổi tỵ nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa vợ chồng thấu hiểu và chia sẻ tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ quan tâm tới con cái tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc làm việc nghiêm túc có trách nhiệm tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên cởi mở hơn với cái quan điểm mới tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy chịu khó tâm sự với mọi người về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọ mạo dậu, cho nên với bạn tuổi ngọ đang có điểm báo cần phải hết sức chú ý trong cái chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay nhé và với bà tuổi ngọ nếu cứ tiêu tiền một cách tùy ý thì dù bạn có cả núi vàng núi bạc đi chăng nữa cũng sẽ tiêu tan trong một sớm một chiều mà thôi nhé trong ngày chủ nhật này đối với bà tuổi ngọ nếu như bạn làm trong những lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì với bạn trong ngày hôm nay cần tránh đưa ra những quyết định về đầu tư bởi trước mắt bạn sẽ khó có thể tìm được một mối hợp tác làm ăn tiềm năng nào. Bạn cần phải bình tĩnh, chờ đợi thời cơ một khoảng thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần được khởi sắc bạn mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau bạn chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho hai người một bữa tối lạng mạn hoặc là một buổi tối đi chơi riêng là một trong những sự lựa chọn khá chỉ là thường xuyên với bạn tuổi ngọ nữa nhá Trong ngày này đối với bạn tuổi ngọ ngày 23 tháng 9 năm canh tí này ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng năm 14, 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Chính vì cái điều này mà với bà tuổi ngọ không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại trong ngày nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim không nên chi tiêu bừa bãi. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên vội vã đưa ra quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa chờ đợi thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ hâm nóng tình cảm vợ chồng, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi tuổi tuất từ vi tuổi mùi chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi cho nên cái vận trình công việc của bạn tuổi mùi đang tiến triển rất chi là thuận lợi. Thế nhưng đôi khi bạn lại đánh giá không đúng với năng lực của mình và tình hình thực tế cho nên những kế hoạch mà bạn tuổi mùi xây dựng khá chi là xa rời với thực tế thậm chí là còn có phần ảo tưởng nữa. Bù lại, cái mối quan hệ xã hội của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này lại rất chi là tốt đẹp một phần là nhờ bạn luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nếu như bạn tiếp tục mở rộng được cái mối quan hệ xã giao của mình, bạn sẽ có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn nữa bạn tuổi mùi nhé. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ cho nên với bạn tuổi mùi đang có điểm báo bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình nên thường quên mất việc quan tâm giúp đỡ cho nửa kia nếu như bạn cảm thấy cái mối quan hệ vợ chồng đang dần nhạt dần đi thì bạn cần phải tìm cách hâm nóng lại ngay bạn tuổi mùi nhé Vậy tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công việc tín trị thuận lợi tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cần nhận rõ thực tế trước mắt tránh ảo tưởng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa quan hệ xã giao tốt đẹp và có thể gặp được quý nhân tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ của phương hướng phát triển cho tương lai tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao. Con số may mắn, số 5, số 4, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi chủ nhật này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang có điểm báo với bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với bạn bè và cấp dưới gây ra trong ngày hôm nay. Và với bạn mệnh tuổi thân cần phải giữ vững lập trường của mình tránh không tham gia vào những hoạt động thị phi gây ảnh hưởng tới danh dự của mình trong ngày nữa nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi thân, nếu như bạn phải đưa ra quyết định lớn lao gì thì hôm nay bạn cần phải cực kỳ là thận trọng và tham khảo thêm ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Nếu cần thiết, bạn đừng có vội vã làm bất kỳ việc gì kéo lại gây ra hậu quả đáng tiếc nữa. Cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tử thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý bạn và nữ kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là cái chuyện thường tình. Nhưng bạn chớ nên nội nóng và nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương bạn tuổi thân nhé. Và đặc biệt, ngày 23 tháng 9 năm canh tí này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng năm, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bà tuổi thân, không nên làm những cái công việc trọng đại trong ngày nhé. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, dễ vướng phải, hoạt động tranh quyền đoạt lợi tử vi tuổi bính thân, thuộc hỏa, không tham gia vào những hoạt động thị phi, tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc lắng nghe ý kiến của những người đi trước giàu kinh nghiệm, tử vi tuổi nham thân thuộc kim không nên nội nóng với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng kim màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi tỵ từ vi tuổi dậu chủ nhật ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 Xin tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu gây ra cho nên với bạn tuổi dậu đang có những phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối tuy nhiên bạn lại quá kiêu ngạo và sẵn sàng gây gọ với những người có quan điểm trái ngược với mình nữa nhé và với bà tuổi dậu bạn mệnh có một ngày đào hoa rực rỡ nên dễ được nhiều đối tượng khác giới quan tâm để ý Tuy nhiên, nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn cần phải giữ khoảng cách với họ, đừng có để cho cái sự đồn đại, nghi ngờ, thị phi gây ảnh hưởng, rạn nứt tới tình cảm vợ chồng nhé. Và xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu ngày này bạn nên tránh những cái hoạt động như là kiện tụng, tranh chấp trong ngày hôm nay. Dù có nóng giận đến thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng nên hết sức giữ bình tĩnh tránh gây ra thêm rắc rối cho bản thân mình và người thân của mình nữa. Đặc biệt, ngày 23 tháng 9 năm canh tí này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy, với bạn tự dậu trong ngày này, cũng tránh những cái hoạt động như là xuất hành đi xa hay là tiến hành những cái công việc trọng đại bạn tuổi Dậu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy có khả năng ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa quá kiêu ngạo hay coi thường người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ được nhiều người khác giới quan tâm để ý. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác từ vi tuổi quý dậu thuộc kim tránh các hoạt động kiện tụng thị phi và làm những công việc trọng đại về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao quân số may mắn số 2 số 4 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tuất, chủ nhật, ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này nhờ có nhị hợp nâng đỡ cho nên với bạn tuổi tuất làm ăn rất chi là thuận lợi trong ngày hôm nay với nhiều khả năng bạn tuổi tuất trong ngày này sẽ tìm được mối đầu tư hợp tác làm ăn rất có giá trị và bạn hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội ngay đừng có để cho bản thân phải núi tiếc về sau này và bạn tử tuất trong ngày này bạn mệnh cũng là người coi trọng thể diện vì thế bạn không muốn để cho người khác thấy những mặt yếu của mình Thế nhưng, nếu có vấn đề gì khó giải quyết thì bạn không nên giấu giếm hoặc là lấp lím đi. Việc này không chỉ gây hại cho chính bạn mà còn có thể làm ảnh hưởng tới công việc chung của tập thể nửa bạn tuổi tuốt nhé cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm bạn và nữ kia có thể bất đồng ý kiến với nhau trên một số phương diện nào đó và nếu cả hai cùng nắng nóng nảy thì chắc chắn sẽ không thể thống nhất được ý kiến và với bạn tuổi tuất bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi ngồi thảo luận với nhau cùng tháo gỡ những cái vấn đề khúc mắc bạn tuổi tuất nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi tuất, bạn đang có nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân mình, số gặp được quý nhân, công việc thì được thuận lợi, cầu tài lộc cũng tốt bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa hợp tác làm ăn thuận lợi, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ đừng để cơ hội trôi qua trước mắt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên chia giấu vấn đề khó giải quyết tử vi tuổi canh tuất thuộc kim vợ chồng bất đồng ý kiến tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy không nên thảo luận khi đôi bên đều nóng nảy về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 1, số 6, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc phượng cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại có phần được tốt đẹp và bạn tuổi hợi đã lập gia đình rồi sẽ có một ngày khá chi là yên bình mọi thành viên trong nhà của bạn đều biết quan tâm chăm sóc và suy nghĩ cho nhau. Nếu có gặp vấn đề gì xảy ra, mọi người luôn bàn luận với nhau để tìm cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, thì có thể nhận được tín hiệu từ những người khác giới và với bạn cần phải mở lòng mình hơn để nhận ra những ưu điểm của người khác. Biết đâu, bạn mệnh sẽ tìm được một nửa kia ngay trong ngày hôm nay nữa bạn tuổi hợi nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, về lĩnh vực sự nghiệp của bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi sẽ có một ngày không được yên bình cho lắm. Bạn đang có những hành động bộc phát có thể gây tác động xấu cho sự nghiệp của mình. Vì vậy, bạn cần phải hết sức kiềm chế bản thân mình, luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi nói và hành động bạn tuổi hợi nhé. Và đặc biệt, trong ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020 dương lịch này, tức là ngày 23 tháng 9 năm canh tí, ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn chính vì vậy với bạn tuổi tuổi hợi trong ngày hôm nay không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại cũng như là không nên xuất hành hay là xuất tiền lớn trong ngày bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau tử vi tuổi đinh hợi cuộc thổ nhận được sự chú ý từ người khác giới từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người từ vi tuổi tân hợi thuộc kim dễ hành động bộc phát do nóng nảy từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy suy nghĩ kỹ trước khi làm việc về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm năm sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.